Thưa quý vị, dùng mình giây phút những kẻ thù ác sát hại chủ tịch xã E Tiêu ở Đắk Lắk. Vợ chồng tôi đứng run bật bật, thấy rõ chúng cầm súng, dao búa vây quanh chiếc ô tô mà người nằm trong xe đã gục xuống. Trong nhà chỉ dám nhìn qua lớp cửa kính. Nếu lúc đó vợ chồng tôi mở cửa ra ngoài thì cũng khó mà an toàn tính mạng. Bà Tâm, 56 tuổi, nhà ngay góc ngã ba xã Việt Đức, xã E Tiêu, huyện chư Quynh, đến giờ vẫn còn run khi kể lại những khoảnh khắc khi thấy nhóm người nguy hiểm ra tay sát hại ông Nguyễn Văn Dũng, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã E Tiêu vào dạng sáng ngày 11 tháng 6. Sau nhiều ngày xảy ra vụ việc nghiêm trọng tại hai xã E Tiêu và E Cơ của huyện Chư Quynh, bà Tâm cùng chồng vẫn đóng cửa trong nhà bởi vẫn còn ám ảnh những chuyện xảy ra trước mắt. Bà kể lúc đó hơn 1 giờ sáng, nghe tiếng nổ lớn như tiếng súng, vợ chồng tôi choàng tỉnh dậy, chưa hết hoảng sợ thì đến tiếng nổ thứ hai. Vợ chồng tôi mới chạy lên trước nhà xem có chuyện gì xảy ra. Qua lớp cửa kính, Vợ chồng tôi thấy nhóm người vây quanh một chiếc ô tô, cách ngã ba Việt Đức 2 chừng 3 mét. Đèn ô tô vẫn sáng, đèn đường hắt vào. Tôi thấy rõ nhóm người mặc đồ rằn di, cầm súng, dao, búa. Ở chỗ ghế lái có một người đàn ông nằm gục, nửa thân người lê dưới đất. Chứng kiến cảnh tượng ấy, vợ chồng tôi run bật bật, nghĩ là có vụ đánh nhau. Bà Tâm điện thoại cho em gái nhờ báo trưởng thôn gọi công an đến xử lý. Phải gần 10 phút sau, nhóm cả chục người kéo đi, nhưng chúng tôi vẫn không dám ra khỏi nhà xem người làm ngục ngã có bị hay không. Hơn nửa tiếng sau, thấy vắng, chúng tôi mới dám mở cửa ra. Hàng xóm xung quanh cũng vậy, không ai dám đến gần. Bà Tâm thuật lại. Khi lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường và mãi đến sáng, bà Tâm cùng hàng xóm mới biết chuyện vừa xảy ra. Đó là lúc nhóm người nguy hiểm tấn công trụ sở ủy ban nhân dân hai xã và người trong ô tô bị sát hại chính là chủ tịch ủy ban nhân dân xã E Tiêu Nguyễn Văn Dũng. Nếu lúc đó vợ chồng tôi mở cửa ra ngoài cũng khó mà an toàn. Nhóm người đó hung hãn vô cùng. Cả đời tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tàn khốc đến vậy. Nhiều ngày trôi qua, cả nhà tôi vẫn chưa hoàn hồn, ám ảnh, không ai dám ra khỏi nhà. Bà Tâm kể với giọng run run. Còn bà Hằng, 45 tuổi, chủ quán cà phê cách ngã ba Việt Đức, chừng 50 mét, cũng tận mắt chứng kiến cảnh nhóm người được trang bị vũ trang, hung hãn như thế nào. Nghe loạt tiếng súng nổ và ồn ào. Tôi đứng ở trong nhà nhìn ra thì thấy một nhóm người đi dầm rầm, miệng la lối, Nhìn thấy dáng người trang phục của họ, tôi đã hình dung chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc đó tôi run sợ, chỉ biết đứng trong quán nhìn ra, không dám phát ra tiếng động. Bà Hằng kể, phải đến khi trời gần sáng, khi bình tĩnh lại, bà ra khỏi nhà thì mới hay, chủ tịch xã E Tiêu bị sát hại trong đêm. Đến sáng ngày 16 tháng 6, bà Danh 51 tuổi, chủ tiệm điện Đức Bảo ở xã E Tiêu, vẫn còn lộ vẻ hoang mang khi biết tin mình từng đối diện với kẻ nguy hiểm. Người mà bà giáp mặt nói chuyện lúc chiều 11 tháng 6 được xác định là Intini, đối tượng bị bắt giữ trong chiều ngày 11 tháng 6 và hình ảnh của đối tượng này sau đó được lan truyền trên các mạng xã hội. Bà danh kể lúc đó khoảng 5 giờ chiều, vợ chồng bà đang ở tiệm thì thấy một thanh niên đi chân trần mặc quần áo rằn di đi vào trong nhà. Do ngày thông tin lan truyền từ sáng, nhìn thấy bộ dạng của người thanh niên này, vợ chồng bà danh đã xin nghi. Ban đầu người thanh niên có hỏi cục sạc để mượn, vợ chồng tôi đã nghi nên nói không có. Gã thanh niên đưa ra cái điện thoại trong túi, nói là muốn bán. Tôi nhìn ra là điện thoại, nhưng cũng không mua. Lúc này gã thanh niên lớn tiếng, nói xin hai chục nghìn đổ xăng. Tôi thấy dáng người có vẻ không bình thường khi người ấy đi bộ ôm chai nước suối rỗng trên người, nên nói là con trai ôm tiền đi hết rồi, dụng ý đuổi người này đi nơi khác. Anh ta sau đó lưỡng thững đi bộ xuống phía chợ 19 tháng 8. Chừng một giờ sau, bà Danh và chồng nghe dân xung quanh chạy lên báo là người thanh niên dáng vẻ khả nghi đó đã bị bắt giữ vì tham gia vụ tấn công vào trụ sở ủy ban dân hai xã. Từ thông tin báo chí đăng tải ngày hôm sau, bà mới biết người đó tên là Jan Hinia. Vụ trụ sở xã Đắk Lắk bị tấn công, tôi van xin bằng tiếng ED mới được tha mạng. Sau khi đánh đập anh Đặng Văn Siêu một cách dã man, nhóm đối tượng đã lớn tiếng nói giết đi, bắn chết nó đi. Ngày 16 tháng 6, trao đổi với phóng viên, ông Đinh Công Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp, huyện Chư Quỳnh, tỉnh Đắk Lắk cho biết. Đảng ủy Ủy ban nhân dân xã và các cơ quan đoàn thể đã đến thăm hỏi động viên gia đình có con em bị nhóm đối tượng tấn công. Nếu bỏ chạy là bị bắn. Mấy hôm nay, căn nhà bà Hưng Rông, 42 tuổi, ngụ buôn buôn, luôn đông người, trong đó có nhiều cán bộ công an xã Hòa Hiệp. Họ đến chủ yếu là thăm hỏi tình hình sức khỏe của con trai bà. Ngồi một góc nhà, anh cho biết anh làm công nhân thời vụ cho một công ty đang thi công dự án gần trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea nhóm công nhân gồm 6 người đã chung dựng một căn nhà nhỏ ở dãy cà phê để ngủ lại và trông qua vật liệu xây dựng. Mỗi ngày anh được trả công là 300.000 đồng. Anh kể đến khoảng 1 giờ sáng ngày 11 tháng 6, có đông người đứng bên ngoài bắn súng chỉ thiên rồi xông vào trong nhà ở dãy. Lúc này cả 6 người chúng tôi đang ngủ say. Tôi vừa mở cửa, khoảng 6 người bịt mặt có vũ trang nói tiếng ED. Nhóm người này nói người đồng bào ra ngoài, nếu không ra thì bị ném bom xăng. Chúng còn yêu cầu tôi vào căn nhà lấy hết điện thoại giao nộp rồi chúng đập vỡ nát. Sau đó một tên yêu cầu tôi lái xe công nông chắn ngang đường. Những tên còn lại yêu cầu người khác bê cọc bê tông, lái máy trộn cũng chắn ngang đường dẫn vào trụ sở ủy ban nhân dân xã Eakutu. Vẫn theo lời kể của anh, những nhóm người có vũ trang còn dẫn anh Đặng Văn Xỉu, ngụ xã Vụ Bồn, huyện Công Bắc, tỉnh Đắk Lắc, dân tộc Cao Lan ra ngoài. Chúng đánh anh Sỉu rất dã man, dí mặt anh này vào đống cát gần đó. Từ đằng sau có tiếng lớn, giết đi, bắn chết nó đi. Thế vậy tôi nói bằng tiếng ED, đây là anh rể đi chăm chị gái tôi đang mang thai. Đồng thời tôi van xin nhóm người có vũ trang tha cho anh Sìu. Nhờ vậy mãi Sìu được tha một mạng. Ám ảnh buổi tối kinh hoàng trong suy nghĩ của anh Brom 19 tuổi và anh Điều Nguyên 32 tuổi cùng ngụ tại Cebu vẫn còn bị ám ảnh trong tâm trí những ngày 11 tháng 6. Mấy đêm qua tôi không ngủ được vì luôn nghĩ đến sự việc bị nhóm vũ trang bắt cóc vào rừng. Anh Krong tiếp câu chuyện khi ba anh em tôi bị đưa vào rừng làm con tin. Nhóm vũ trang liên tục nổ súng chỉ thiên, chúng nói rằng bọn mày mà không nghe lời tao thì tao bắn chết. Chúng tôi đành phải nghe lời và trong rừng, mỗi bữa ăn nhóm đối tượng cho chúng tôi một miếng lương khô, mỗi lần ăn xong chúng cho ngụm nước nhỏ. Tại đây ba anh em chúng tôi không bị đánh. Cách đấy ít hôm thì lực lượng vũ trang tấn công vào khu vực ẩn náu của nhóm đối tượng. Tôi với hai người còn lại chạy thoát thân và được lực lượng chức năng giải cứu. Đến nay, công nhân thi công dự án tại gần trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ekatu đã đi làm trở lại, trong đó có anh Đặng Văn Sửu. Lời khai nhận vali tiền hối lộ của cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh. Thưa quý vị, thư ký của bà Hoàng Thị Thúy Nga, chủ tịch tập đoàn NSG, mang vali xuống nhờ lái xe nhét vào cốp ô tô BMW rồi lái xuống Quảng Ninh. Khi đến nhà cựu giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, chiếc vali được mang vào phòng khách, đẩy vào góc nhà, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan. Đối với yêu cầu củng cố tài liệu chứng cứ xem xét khởi tố bổ sung các bị can Vũ Liên Oanh, cựu giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, Ngô Vui, nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính và Hà Huy Long, nguyên phó trưởng phòng kế hoạch tài chính về tội nhận hối lộ. Bị can Hoàng Thị Thúy Nga, chủ tịch tập đoàn NSG, về tội đưa hối lộ. Cơ quan điều tra cho rằng, quá trình điều tra các bị can Oanh, Vui, Long khai nhận, từ năm 2016 đến năm 2020 đã được bà Nga đưa tiền cảm ơn khi các dự án hoàn thành. Kết quả điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định, bà Nga đã đưa và bà Oanh đã nhận 14 tỷ đồng, bị can Vui nhận 14,8 tỷ đồng, bị can Long nhận hơn 1,8 tỷ đồng và 20.000 đô la Mỹ. Về việc nhận 14 tỷ đồng từ bà Nga, bị can Vũ Liên Oanh khai vào các dịp cuối năm từ 2016 đến 2019, bà Nga đều mang các túi tiền đến phòng làm việc của bà Oanh ở Sở Giáo dục và Đào tạo, hoặc nhà riêng và nói: "Em cảm ơn và chúc Tết chị." Khi bà Nga về, bà Oanh mở túi tiền hoặc vali, bên trong có lúc ít nhất là 1 tỷ, nhiều nhất là 5 tỷ đồng. Khoảng cuối năm 2019, đầu năm 2020, thời điểm này bà Oanh đã nghỉ hưu. Sau khi thực hiện hai dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non và tiểu học năm 2019 bà Nga mang một vali đến nhà riêng của Bảo Anh và nói mang quà cảm ơn chúc Tết. Sau khi bà Nga về, Bảo Anh kiểm tra thấy trong vali có 4,5 tỷ đồng. Bảo Anh khai, mình không đòi hỏi, đề nghị hay ép buộc bà Nga phải đưa tiền và mong muốn tự nguyện khắc phục hậu quả, trả lại số tiền 14 tỷ đồng đã nhận từ bà Nga để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Theo lời khai của bà Nguyễn Thùy Dung, thư ký của bị can Hoàng Thúy Nga, một ngày đầu năm 2020, trước Tết âm lịch, Bà Dung được bà Nga giao lên phòng ngủ lấy một vali, bên trong không rõ được gì nhưng nặng chừng 5 đến 7 kg. Bà Dung mang vali xuống nhờ lái xe của bà Nga nhét vào cốp ô tô BMW rồi lái xuống Quảng Ninh. Khi đến nhà bà Oanh, chiếc vali được mang vào phòng khách và được bà Nga chủ động đẩy vào góc nhà chỗ gần TV. Về phần mình, bị Can Ngô Vui cũng thừa nhận việc được bà Nga đến gặp trực tiếp 3 lần, đưa tiền và hai lần đưa tiền cho bị Can Vui thông qua con gái. Tổng cộng số tiền là 14,8 tỷ đồng. Bị can Hà Huy Long cũng khai nhận về việc được bà Nga 4 lần chuyển tiền cảm ơn sau khi các dự án hoàn thành với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã xác minh thu thập tài liệu tại Cục phòng chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng BIDV, kiểm tra dữ liệu tài khoản công ty NSG và công ty MQF tại Ngân hàng BIDV xác định. Từ năm 2016 đến năm 2019, có nhiều khoản tiền lớn được nhân viên hai công ty trên làm thủ tục rút tiền dưới hình thức chi tạm ứng, rút tiền mặt nhập quỹ, và rút tiền mặt phù hợp với thời gian bà Nga đi gặp và đưa tiền cho các bị can Oanh, Vui và Long. Cơ quan điều tra cho rằng đủ cơ sở kết luận hành vi đưa hối lộ của bà Hoàng Thị Thúy Nga và hành vi nhận hối lộ của các bị can Oanh, Vui và Long. Theo kết luận điều tra bổ sung, không có căn cứ để xác định các cá nhân có liên quan thuộc các sở tài chính, khoa học đầu tư và ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có hành vi sai phạm trong quá trình tham mưu đề xuất, phê duyệt và ban hành các văn bản liên quan đến 6 dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư.